cảnh này chill nè anh em, đẹp á. Ở đây là ở chỗ đây là người ta họ cải tạo cho nó đẹp chứ nó không phải là tự nhiên đâu. Ở đây là có ngọn núi nè. Cái ngọn núi đây là ngọn núi thật nha mọi người. Hồi xưa nó là một ngọn núi thật. Khi mà ban quản lý mà người ta họ kiểu như họ, họ làm cái khu dân cư này nè, là họ, họ cào cái núi đó ra luôn anh em. Họ chừa lại còn bao nhiêu nữa. Ở đây là hoa gì biết không? Hoa gì sao biết được? Hả? Hoa này là hoa sao nhái, sao nhái. Ở khu này họ không không cho bay ly cam anh em, mới lấy ly cam rồi bay bố dễ lại rồi mấy anh cu lắc lắc. Hình như mà hoa đi đẹp á, trời mưa tôi nó tay xì chứ không. Bây giờ có hoa chị, cái này nè giờ chưa thấy nó đậu luôn mà à, thì tết rồi có nụ thì bao giờ nó nở. Nở đúng không hả, còn nướng đó con. Khách khách tham quan du lịch mà hắn lại hắn đứng vậy là hắn dở rồi đó em nói là sẽ có nhiều người biết á. Dạ bà quân lý đuổi hắn đồng á. Thì biết rồi, trang bị đầy đủ như em mà chủ mà nghe được đuổi hắn luôn. Nghe cho anh em nha, vì view cảnh đẹp ở bên này anh em. Ở này là sông nước Hữu Tình này, sông nước Hữu Tình anh em. Bên này là có cái miếu bà anh em đó, cái miếu bà ở trên đó. Ở đây là ở chỗ đây là người ta họ cải tạo cho nó đẹp chứ nó không phải là tự nhiên đâu. Ở đây là có ngọn núi nè. Cái ngọn núi đây là ngọn núi thật nha mọi người. Hồi xưa nó là một ngọn núi thật. Khi mà ban quản lý mà người ta họ kiểu như họ, họ làm cái khu dân cư này nè, là họ, họ cào cái núi đó ra luôn anh em. Họ chừa lại còn bao nhiêu nữa. Cái rồi họ nghe, còn lại là họ xây, còn lại là họ xây kiểu như họ kè cái ngọn núi vậy đừng có lỡ. Ở bên đây là hoa màu này màu kia đúng không? Bên này thì cái màu nó như vậy, cũng là sao nhái thôi anh em, chứ không có gì khác.
Ở phía bên đây nó có hoa, hình như hoa tử đằng hả anh em? Hoa tử đằng. Wow, đẹp đúng không? Cảnh này chiều đúng không? Cảnh này chiều nè anh em. Đẹp ạ. Này nó có trái anh em. Ủa cái này là có cái trái. Khu 577 Khu 577 Sơn Tịnh.